mờ ám vụ 18 tấn mỡ thối được tẩu tán sau khi niêm phong. Quý vị và các bạn thân mến phát hiện 21,7 tấn mỡ tóp da heo bẩn chất đóng trong một bãi xe tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan chức năng lập biên bản niêm phong, thế nhưng lợi dụng cơn mưa lớn các đối tượng đã tháo cửa tẩu tán hơn 18 tấn hàng. Ngày 21 tháng 10, tổ liên ngành gồm Ủy ban nhân dân xã Bà Điểm phối hợp với quản lý thị trường, trạm thú y huyện Hóc Môn tiến hành kiểm tra đầu xuất 4 bãi xe theo kế hoạch đã định trước. Tới nhà kho A1 bãi xe Nguyễn Ngọc, 60 xe 3 ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm khả nghi, tổ liên ngành đề nghị kiểm tra. Bên trong kho là hàng loạt bao tải bốc bùi hôi thối mất vệ sinh, chứa toàn mỡ bò, tóp hỏi heo, tóp da heo được bảo quản sai quy định. Chủ lô hàng là ông Phạm Thành Trời, Ngụ phường Bình trị Đông A, quận Bình Tân, hiện đang ở Hà Nội, đại diện làm việc là ông Phạm Đình Lờ. Ông Lờ không xuất trình được chứng nhận kiểm dịch, nguồn gốc sản phẩm cũng như giấy phép đăng ký kinh doanh. Do chủ hàng không có mặt, nên tổ liên ngành tiến hành lập biên bản niêm phong và yêu cầu ông Lờ nhanh chóng về thành phố Hồ Chí Minh làm việc ngay để giải quyết 180 bao mỡ bò, tương đương 7,2 tấn; 79 bao tóp da heo, 2,5 tấn; 300 bao tóp mỡ heo, 12 tấn. 11 giờ ngày 23, tức 2 giờ ngày sau tức hai ngày sau ông phạm thành trờ đến ủy ban nhân dân xã bà điểm làm việc với tổ liên ngành ông thừa nhận đã mua lô hàng trải trác ở nhiều tỉnh bảo quản tại kho a 1 là nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và sắp xuất sang trung quốc với sai phạm rõ ràng ông trờ đã tự nhận hành vi và làm đơn xin tự nguyện thiêu hủy toàn bộ lô hàng và chủ động đề nghị sẽ ký hợp đồng với một công ty có chuyên môn xử lý và thực hiện thiêu hủy ngay sau đó đại diện tổ liên ngành trạm thuốc y hóc môn chấp nhận phương án này và yêu cầu ông trờ cung cấp hợp đồng và thời gian thiêu hủy số hàng cần 22 tấn trong thời gian sớm nhất do số lượng hàng quá lớn kho a 1 vẫn được dùng để làm nơi lưu giữ hàng niêm phong chủ bãi xe nguyễn ngọc được giao nhiệm vụ quản lý đồng thời ông lờ phải có trách nhiệm bảo vệ nguyên hiện trạng tuy nhiên theo tìm hiểu của phóng viên ông lờ người được giao giữ hàng niêm phong lại chính là cha của chủ hàng theo lời khai của ông Phạm thành Trờ, sản phẩm động vật trong kho ông thu mua với giá siêu rẻ, chỉ 3.000 đồng trên 1 kg, nghĩa là có giá trị lưu hàng gần 21,7 tấn, chừng 65 triệu đồng. Mức giá tiêu thụ tại bãi rác Đông Thạnh là gần 6.000 đồng trên 1 kg, chi phí tiêu hủy đã cấp đôi giá trị lưu hàng. Nếu thực hiện đúng cam kết sẽ mất cân 180 triệu đồng, còn với hàng loạt khoản phạt vi phạm khác, tổng thiệt hại ước tính có thể hơn 200 triệu đồng. Hiện tại chưa có kết luận của cơ quan điều tra nên chưa khẳng định liệu ông Trờ có phải là người tổ chức tổ tán hơn 18 tấn mỡ bẩn, nhưng có thể nhận định hành động táo tợn và bất chấp pháp luật này đang có những diễn biến có lợi cho chủ hàng. Trao đổi với bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bà Điểm, phóng viên được biết bãi xe Nguyễn Ngọc có người các cổng thu tiền và ghi nhật ký xe ra vào bãi. Cơ quan công an đang tiến hành sàng lọc xe hoạt động trong khoảng thời gian có thể xảy ra tẩu tán. Đại diện trạm thú y Hóc Môn cho hay nhận tin hàng đã bị tẩu tán. Cán bộ trạm đã đến hiện trường ghi nhận và gửi Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn văn bản báo cáo vụ việc, đồng thời yêu cầu cơ quan điều tra công an huyện Hóc Môn vào cuộc. Phóng viên đặt câu hỏi để xảy ra tình huống tan vật niêm phong bị tẩu tán thì trách nhiệm thuộc về cơ quan nào? Lãnh đạo trạm thú y cho rằng theo quy định thuộc về chính quyền địa phương, tức Ủy ban Nhân dân xã Bà Điểm, nhưng cán bộ xã Bà Điểm cho biết vì tẩu tán nằm ngoài dữ liệu của xã. Vào đêm thứ Sáu, ngày 23 tháng 10, vài giờ sau khi ông trời làm đơn xin tự nguyện thiêu hủy, trời mưa lớn, đợi tuần tra bảo vệ không làm việc, do đó chúng lợi dụng điều kiện này để mở kho, chở hàng đi mất. Sáng 24, nhìn bên ngoài nhà kho A1 vẫn đóng, nhưng dấu vết gần cánh cửa có nhiều bất thường, các mối vết ở cửa có dấu bị tháo. Mở niêm phong kiểm tra, phần lớn số hàng gần 22 tấn đã không cánh mà bay. Trong kho chỉ còn sót lại một số bao đựng sản phẩm động vật. Qua kiểm tra ban đầu, hơn 18 tấn mỡ bẩn đã bị đánh cắp. Trước vụ việc phức tạp, phóng viên tiếp thị về đời sống đã liên hệ với ông Khương Trần Phúc Nguyên, trưởng phòng thanh tra chi cục thú y thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyên cho biết các cơ quan chức năng mới chỉ lập biên bản sai phạm và niêm phong, đợi thiêu hủy đối với vi phạm về lĩnh vực thú y, luật và các nghị định đều chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính tham khảo ý kiến một vài luật sư tại thành phố Hồ Chí Minh về vụ việc 18 tấn sản phẩm độc vật hôi thối không giấy kiểm dịch, không xuất xứ hàng hóa bị đánh cắp khi đang niêm phong. phóng viên ghi nhận bức xúc của họ. Một luật sư cho rằng theo quy định, lĩnh vực thú y chỉ xử phạt hành chính. tuy nhiên việc phá niêm phong và tẩu tán tài sản niêm phong là hành vi nằm trong quy định về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp, chương 22 bộ luật hình sự. cơ quan điều tra có thể khởi tố hình sự nếu có đủ các yếu tố cần thiết.